Em xin kính chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube Mai Vàng Ngã Sáo nha. Thì đầu tiên thì cho phép em xin kính chúc tất cả cô chú, anh chị và các bạn xem video có được một ngày thật là vui vẻ, an lành và hạnh phúc nha. Thì trong cái video ngày hôm nay thì em chia sẻ đến cô chú, anh chị một cái loại thuốc mà chúng ta sử dụng, nó có thể là cứu được cái cây mai suy, giúp cái cây mai suy nó đâm chồi lại, nó mạnh khỏe hơn ha anh chị. Thì như em đang quay chia sẻ cho anh chị trước mặt ha, em đây có hai cái cây mai thì thời gian qua nó bị suy á anh chị, bị suy bị yếu, thì em đem vô mát em đem vô dưới cái mái che bằng cao su anh chị đó. Và em đã sử dụng một cái loại thuốc để mà tưới cho nó, thì đến hôm nay thì được khoảng 7 ngày thì đã là lần hai rồi ha anh chị, tưới lần hai rồi thì làm được 14 ngày, lần gần đây á là 7 ngày, còn trước đó 7 ngày nữa là 14 ngày. Thì hôm nay thì anh chị xem cái cây nó đã bắt đầu là ra tược trở lại ha anh chị, ra tược lại nè. Đó, nó ra tược lại. Đó, anh chị xem ha, nó ra tược lại. Đó, nó ra tược là non trong lại nè, còn trước đó anh chị xem cái cành nhánh á, do cái lúc mà em chăm sóc á nó bị suy. Bị suy là cái nguyên do là em bứng từ đất trồng vào chậu anh chị, mà em bứng em nhổ lên, em nắm em nhổ lên, rồi em để nó qua 2 ngày em mới trồng nữa, rồi cho nên là từ đó cái cây nó suy, nó không có phát triển được đó. Cây này và bên đây cây này nữa nè đó, cây này thì nó suy, cái lá nó hầu như là nó bị nó muốn cháy, nó muốn ấy hết trơn anh chị, nó bị bệnh đó, đó. Nó bị suy yếu á, rồi nó bị bệnh, bị cháy đầu tùm lum hết trơn á đó. Thì nguyên do á là do cái bộ rễ nó rất là yếu, bộ rễ rất là yếu dẫn đến cái tình trạng là nó không có phát triển được hả. Thì hôm nay thì em đã quay lại cho cô chú anh chị xem là hôm nay là sau 14 ngày thì cành nhánh nó lên rất là đẹp luôn ha anh chị, đây lên rất là đẹp luôn đó. Thì cái loại thuốc em chia sẻ em cho cô chú anh chị trong ngày hôm nay á là cái loại này nè đó. Thì em để bữa em tưới xong em để kế bên đây, thì vô tình là ở trên này nó bị dột xuống đây làm hại nó ướt cái hiệu anh chị, ướt cái hiệu như thế này nè đó, cái chai siêu kích rễ A24 anh chị đó, làm nó bị ướt như thế này. Là em sử dụng cái chai này để em kích rễ lại, em tạo bộ rễ là cho hai cái cây này nè đó. Thì cho nên là hiện tại thì tới thời điểm này nó ra lại như thế này anh chị đó, nó ra cái chồi non nè anh chị xem ha đó. Thì cái chai này nó dùng để là tạo đế nôm 24 giờ nè, rồi phục hồi cây suy yếu nè đó. Thì có đứa em nó tặng cho em dùng thử, em thấy hiệu quả đó, em thấy hiệu quả là em đã sử dụng trên hai cái cây mai phôi rồi đó anh chị, em quay cho anh chị xem rồi đó đó. Thì tới hôm nay thì em sử dụng thử trên cái cây mai suy thì tới hôm nay cho kết quả như thế này đó. Thì cho nên em mới chia sẻ cho anh chị em mình xem, để mà thí dụ mà mình có gặp phải những cái cây mai suy đó, mình có thể thử dùng cái thuốc này thử xem nó như thế nào ha. Thì em dùng rồi thì nó cho kết quả như thế này đó, nó ra những cái tược như vậy ha đó. Những cái lá này lá cháy đó, ra tược non nè, nó ra tược non như thế này thì ở trong cái bộ rễ nó đã phát triển rễ rồi đó, là nó mới ra tược non như thế đó ha anh chị đó, nó ra tược non đó. Thì cái loại này anh chị, cái loại này là cái thành phần đăng ký của nó là bo 2000 ppm gì đó, thì cái thành phần em không có quan trọng, em không biết, em không rõ đó. Nhưng mà cái công dụng của nó thì sử dụng để mà tưới gốc và hoặc là phun lá để kích rễ cây ha anh chị, nói nôm na như vậy. Hiệu thì gì anh chị thông cảm nha, tại hôm bữa em quên em để nó bị ướt anh chị, bị ướt đó. Thì cái cách sử dụng này nè, thì nó một nắp này nè, chúng ta pha cho 10 lít nước một nắp này nè, pha cho 10 lít nước rồi chúng ta tưới vào gốc cây đó. Thì những cái cây suy chúng ta khi mà chúng ta tưới á, chúng ta cứu á, chúng ta sẽ để trong mát anh chị, để trong cái bóng mát, bóng gầm gầm thôi, có nắng ít thôi đó. Như em để đây nè chị, để kế bên cái mé của cái miếng cao su này anh chị, chứ em không có để sâu vào trong. Mé ở đây thì dắt sáng tới chiều thì nắng thì qua tới đây, còn chiều thì hơi hơi nắng vô đây một chút
nó hơi hơi nắng xéo vô lại một chút là nó có ánh nắng chứ không phải là không có, thấy anh chị, là tức là vẫn có ánh nắng chứ không phải không có nha. Đó. Thì sử dụng cái loại này thấy cũng cơ bản là cứu được cái cây mai si hiệu quả ha anh chị. Thì trên đây có cái số điện thoại nè, số điện thoại 0334 nè 105642 là tên Tuấn nè. Nếu mà anh chị có cây mai si thì anh chị có thể thử ha, có thể thử thử nghiệm như thế nào. Thì em đã thử rồi thì thấy hiệu quả đó, em chia sẻ cho anh chị. Thì cái loại nào em mà sử dụng em thấy hiệu quả thì mới chia sẻ ha. Anh chị lưu ý điều đó, từ trước đến nay là em không có chia sẻ tầm bậy với anh chị ha. Đó. Đó, cái cây này thì lúc hỏm nó si nó yếu dữ lắm, cái lá nó quằn ngoèo nhăn nheo hết trơn nè anh chị. Đó. Nó si nó dễ bị bệnh tấn công tùm lum. Đó. Thì hôm nay thì nó đã xanh tốt trở lại ha anh chị. Đó. Thì hôm nay em chia sẻ cho anh chị mình xem. Đó. Những cái lá nè. Cái lá nó si tới nỗi mà chúng ta phun cái thuốc bọ chỉ anh chị. Thuốc bọ chỉ với thuốc dưỡng lá rồi đó mà nó mới cứu được như thế này nè, nó mới cứu được cái lá nó dài xanh xanh giữ được một bộ lá này nè, mà nó si nó không có phát triển được cành nhánh gì hết trơn á, mà thời gian gần đây thì nó ra được cành nhánh thế này thì chúng ta sẽ không bấm gì hết, chúng ta sẽ để nha anh chị. Khi mà nó ra được cành nhánh như thế này nè, chúng ta sẽ không bấm nha anh chị, lưu ý không bấm, chúng ta cứ để cho nó phát triển, thật là phát triển ra, nó ra cỡ nào nó ra càng ra càng tốt. Tại vì khi nó ra đó là nó đang ra rễ anh chị, nó đang ra rễ, nó kéo theo cái rễ á, khi mà cái tượng nó ra càng dài thì cái rễ nó sẽ ra càng nhiều. Cho nên anh chị đừng có bấm những cái lúc này, những cái đặc biệt là những cây si nè, đừng có bấm nha, để cho nó ra dài ra để mà cho nó kích thích cái bộ rễ nó ra nhiều. Đó, cũng như cây này cũng vậy, thì chúng ta cứ để cho nó ra rễ giữ vô, cứ để cho nó ra nhiều vô ha, những cái tược này lên chúng ta không bấm nha anh chị. Chị lưu ý đối với những cây suy ha, là chúng ta cứ để nó phát triển bình thường như vậy. Trên lá thì chúng ta sẽ phun mancozan đặc trị bọ chỉ tiếp tục nha anh chị. À, để dưỡng cái bộ lá lại, bộ lá mới ra này nè, ta dưỡng lại để cho nó đừng có bị bệnh, bị sâu bọ chỉ ha. Đó, để cho nó phát triển cái cây tốt, nó kéo nhựa tốt anh chị. À, thì hai cái cây si này thì cũng là hai cái cây nhỏ để mà em thí nghiệm thử xem thôi, thử xem cái thuốc này nó hiệu quả hay không. Thì kết quả thì đúng như là lời giới thiệu của đứa em nó cho ha. Thì bữa hổm em trồng mai phôi cũng ok, bữa nay thấy tưới cho hai cây này cũng ok anh chị. À, thì biết được cái chai này thì mai mốt thì thí dụ mà chúng ta trong cái quá trình trồng mai á, có gặp cái mai si đầu to đó, chúng ta có thể sử dụng để mà cứu nó, để tránh đi cái tình trạng mà cái cây chúng ta nó chết uổng hả anh chị. Đó, thì trên đây nó có hình nè anh chị, đó cây nó cắt ngang nè, cắt ngang nó dâm nè, ra rễ thôi nè anh chị, cây tạo đế nôm nè. Đó. Đó, thì cái hiệu nó hơi xấu, nó bị chóc rồi, thì có gì anh chị xem thông cảm nha. Thì anh chị xem đó là cái siêu kích rễ A24 nè. Đó, nếu anh chị có muốn mua dùng thử thì anh chị có thể điện thoại số này nè ha, 0334105642 ha, tên Tuấn đó, em đọc được nhiêu đó cho anh chị thôi. Còn cái này em làm nó bị chốc hết trơn rồi, bị chốc rồi. À. Rồi thì cái video của em hôm nay chủ yếu là chia sẻ đến cho cô chú anh chị mình cái kết quả mà em sử dụng nó để em cứu hai cái cây suy này. Đó, thì hôm nay kết quả nó được như vậy là cũng mừng ha, cơ bản là cây chúng ta nó đã sống lại đó anh chị, nó đã sống lại chứ không phải nó còi cọc hoài đó anh chị thấy nè, chị thấy cái gốc này nè, đó, nó si mà cái gốc nó chóc ra trơn nè anh chị nè, chóc trơn ha, nhưng mà giờ là ra tược lại như vậy là cũng ngon lành ha anh chị, cũng hy vọng rồi đó, có hy vọng rồi đó, có hy vọng. Đó, rồi thì cái video của em hôm nay xin tạm dừng tại đây ha. Thì em xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị em mình trong các cái video tiếp theo nha.